nhân buổi hôm nay buổi live như này, các bạn xin cảm ơn anh tài xế rất là nhiều.
Thank you.
là một vài video. Oh,
bởi vì thời gian mình cũng có hạn, cho nên là tất cả các ca sĩ nếu như mà xong ca được thì càng tốt ạ. Bởi vì vâng, để tiến tới chương trình với các cô cũng tình cảm và xin mời tôi hiểu rồi. Sau đây là một vài video.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.